Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa JavaScript cơ bản tại F8. Ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học về cái đầu số 12 này, đó chính là thằng modules, được chưa? Thì chúng ta thường gọi nó là module. Thì module là gì? Module nó là cái tư tưởng mà khi các bạn bóc tách ra, tức là trong lập trình ấy, thì khi các bạn bóc tách một cái thành phần, nó xử lý một cái nhiệm vụ cụ thể ra một cái nơi riêng, thì chúng ta có thể gọi nó là cái module. Và thường thì chúng ta sẽ tách nó ra thành những cái file hoặc là tập hợp những cái file, được chưa? Thì với JavaScript thì nó cũng như vậy thôi, ngôn ngữ nào nó cũng như vậy. Cái việc mà các bạn tách một cái phần chức năng riêng ra, một cái file JS để các bạn tập trung vào viết riêng cái code đó ở trong cái file đó thôi, thì chúng ta sẽ được hiểu là module hóa nó ra. Ví dụ như F8 nhé, thì để nó gọn gàng trong shortcode ấy, thì mình sẽ phải bóc tách ra rất nhiều module, rất là nhiều, vài chục cái module là ít. Ví dụ như riêng cái phần notification này, đó, riêng cái phần notification này, mình sẽ phải có một cái gọi là module về notification. Riêng một cái phần comment sẽ có một cái module là notification, một cái phần comment đó. Thì mình bóc tách ra như vậy. Thì ở đây mình chỉ đưa ra những ví dụ nhỏ thôi để cho các bạn hình dung. Thì bản thân để các bạn có thể sử dụng được module thì đầu tiên là chính cái file các bạn đang viết mã này, ví dụ như file app.js này, nó phải được nạp vào trong JavaScript, tức là nạp vào thẻ script. Khi nạp vào ấy thì các bạn phải thêm một cái type bằng module, thì lúc đó là các bạn mới có thể sử dụng thằng module này các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ. Mình đang muốn tạo ra một cái module, ví dụ như cái module này là để gì nhỉ? Để logger đi. Để is a logger đó. Thì cái khái niệm module ấy nó sẽ có một cái gọi là import và export các bạn nhé. Đây, import là nạp vào. Còn thằng export là xuất ra. Thì ở đây bởi vì cái tư tưởng của nó tách riêng một file như này. Thế nên là nếu mà ở trong cái file app.js này mà các bạn muốn sử dụng thằng logger này thì các bạn sẽ phải nạp nó vào với từ khóa là import, được chưa? Còn bản thân cái thằng logger này, nếu mà ở trong file app này các bạn muốn import được nó vào, thì bản thân cái thằng logger này nó sẽ phải export ra một cái gì đó. Thì cái thằng logger này export ra cái gì thì các bạn import được cái đó các bạn nhé. Đó, thì bây giờ tư tưởng là như vậy. Thế nên là bây giờ cái cách dùng là như nào? Ví dụ bây giờ mình muốn nạp logger vào, mình sẽ dùng từ khóa là import, được chưa? Import, và sau đó mình cách ra mình viết cái tên cho cái module mà mình muốn, cái module mà mình muốn import vào, mình tự đặt tên làm sao mà nó đúng cái cú pháp của JavaScript là được. Thì mình có thể đặt nó là logger. Và from đây là ở đâu? Mình có thể truyền cái chuỗi vào mà mình chấm gạch chéo tới cái file là logger.js ở bên ngoài. Đó. Và bây giờ mình thử lưu lại để các bạn nhìn nhá. Đó, nó đang báo lỗi, nó bảo là không thể sử dụng import, cái câu lệnh import outside module. Có nghĩa là nó đang bảo là chúng ta đang dùng cái cú pháp import này ở bên ngoài một cái module. Thì bản thân chính cái thằng app này nó cũng phải là module như mình vừa nói. Thế nên là bây giờ biến cái thằng app này thành module là nào? Các bạn thêm một cái type vào đây bằng cái module. Hay cứ lẫn lộn, lúc thì đọc là module, lúc thì đọc là module. Ok, các bạn cứ tự hiểu nhé, nó là một đấy. Rồi, thì bây giờ này, sau khi các bạn nạp xong này rồi thì nó đã thỏa mãn cái file app này rồi. File app này không còn lỗi nữa. Và nó đang lỗi ở cái chỗ khác cơ. Nó đang nói rằng là cái thằng logger.js này là nó chưa cung cấp ra cái export name default. Thì có nghĩa là bây giờ import là các bạn thành công rồi. Đây. Và bây giờ còn cái export của thằng logger này nữa. Thì bản thân cái thằng logger này bình thường mình hay viết cái function logger đúng không? Đây logger. Đó. Và mình nhận cái log vào. Sau đó là mình cần sau log ra cái log đúng không? Đó. Thì ở đây mình có thể định nghĩa ra một cái type mặc định là bằng log. Và console thì mình sẽ không dùng chấm log nữa, mà mình sẽ bằng ngoặc vuông để mình truyền cái type mặc định vào log vào đây. Và ở đây, trong bản thân cái module sử dụng thì chúng ta sẽ dùng từ khóa import để nạp vào. Còn trong cái module mà chúng ta muốn viết hàm để chúng ta cho chỗ khác sử dụng thì chúng ta phải export ra ngoài. Thì sau khi các bạn import, các bạn viết cái function này rồi, bây giờ các bạn phải export nó ra ngoài thì chỗ khác nó mới có thể nạp vào và nó dùng được. Thì các bạn sẽ sử dụng từ khóa là export cách default và cách cái biến cái giá trị mà các bạn muốn export ra ngoài. Đó. Thì ở đây là mình đang đẩy cái thằng logger này ra ngoài. Thì bản thân cái thằng logger này nó là một cái function. Mình export default nó ra ngoài thì có nghĩa là mình đang đẩy nó ra ngoài. Được chưa? Bây giờ bất cứ cái module nào mà nó import, đấy các bạn thấy hết lỗi rồi nhá. Đó. Thì ở đây, cái thằng logger này, cái import logger này, nó sẽ chính là cái giá trị gì mà bên này nó export default ra ngoài. Ví dụ bây giờ mình export default ra ngoài cái thằng logger này, thì bây giờ mình console log cái thằng logger này ra, các bạn sẽ nhìn thấy. Thứ nhất nó sẽ chính là cái function kia, type. Các bạn sẽ thấy nó là cái function, được chưa? Còn nếu mà mình console log trực tiếp ra, các bạn sẽ nhìn thấy nó chính là cái hàm bên kia. Đó, chính cái hàm bên kia luôn. Các bạn nhận thấy không? Đó, thế nên là gì? Cũng khá là dễ hiểu thôi. Khi dùng thì import, được chưa? Thì cái cú pháp import này các bạn muốn dễ nhớ thì đọc nó rất là vần mà. Nạp logger từ logger.js, đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Còn bên này thì gì?
xuất gia mặc định, đúng không? Đây là mặc định xuất gia logger đó. Thế nên là gì? Chúng ta có thể dùng nó ở đây. Ok, thì bây giờ cái việc mà các bạn sử dụng logger đây, các bạn sử dụng logger này, ví dụ như là test message, và mình muốn dùng cái log là kiểu lỗi cơ, nó đỏ ra cơ đó, các bạn thấy chưa? Hoặc là dùng kiểu warning đó. Thì đây là mình đã tạo ra thành công một module này, đã xuất ra module này và đã nạp vào module này, được chưa? Nhưng các bạn để ý ở đây, chúng ta lại có thể kết hợp những cái kiến thức chúng ta đã từng học ở đây. Các bạn có thể không đẩy ra default, đây là đẩy ra default. Thì khi các bạn import thì các bạn import thẳng như này, thì đây chính là cái giá trị import default của thằng này. Nhưng trong trường hợp mà các bạn theo kiểu là các bạn export bình thường nhé, ví dụ như export ra một cái biến, export con ví dụ như là type, đây mình sẽ đẩy nó lên trên, đẩy nó lên trên cùng đó. Type ở đây thì mình sẽ có một cái gọi là type log này bằng log đó. Thì bây giờ thay vì mình dùng cái thằng log này, mình để sẽ bằng type log này, đúng không? Type world này, type road này, world này sẽ bằng world này, type errors này, thay lỗi, đúng không? Loạn hết cả lên. Đó, R, đúng không? Đấy, nhầm rồi, R. Bị loạn. Rồi, ok, thì bây giờ nhá, mình có cái type như thế này. Thì bây giờ mình dùng cái từ khóa export này và không có cái chữ default. Các bạn lưu ý, một module chỉ export được default một cái thôi. Còn lại các bạn có thể export vô số cái kiểu export thường như này, được chưa? Thì nếu mà các bạn export thường như này nhá, thì lúc các bạn import ấy, các bạn có thể sử dụng cái kiểu destructuring để các bạn nhận những cái giá trị này. Ví dụ như bây giờ nhá, các bạn import logger ở đây thì các bạn phẩy ra bên này và các bạn dùng destructuring lấy ra thằng type log, lấy ra thằng type word, lấy ra thằng type error, được chưa? Thì mình sẽ xuống dòng để cho các bạn dễ nhìn. Đó. Ok, thì bây giờ ở đây mình sẽ dùng cái type log ở đây. Đó, mình sẽ dùng cái type word ở đây. Đó, mình sẽ dùng cái type error ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Thì đây là cái cách mà các bạn có thể hình dung là. Thì bây giờ nhé, mình lại ví dụ, giả dụ nó có những cái file mà các bạn lại không cần export theo kiểu là export default nhé. Nó có những cái file như vậy. Ví dụ như bây giờ nhé, mình tách hẳn cái phần constant này ra ngoài một file tên là constant. Constant.js, được chưa? Đó, mình tách hẳn ra như này. Thì bây giờ mình move tất cả những cái constant vào trong này. Đó. Thì bây giờ bên thằng logger này mình sẽ import. Đây, import. Mình sẽ import những cái thằng này. Đó, import. Từ đó from chấm gạch chéo constant. Đó. Và bây giờ mình lại dùng cái constant ở đây. Đấy, thì bây giờ mình dùng có thằng type log thôi, thì mình không cần dùng hai thằng này, dùng thằng nào import thằng đấy thôi. Nó cũng là một cái hay của module. Đó, dùng type log mặc định ở đây. Còn với cái thằng app bên này. Với thằng app bên này thì mình sẽ đây import những cái thằng này. Bỏ cái thằng này ở log đi bởi vì mình đã đẩy nó sang constant rồi. Đó. Bạn thấy không? Đó. Và bây giờ mình chạy thử này. 404 not found constant, constant. À, bởi vì mình thiếu .js. Đó. .js. Đó, ok. Đấy, thì bây giờ bên này nhá, sử dụng cái type word này xem nào. Đó, ok. Đó, thì trong trường hợp này nó cũng tương tự như thế này thôi. Tương tự y như cái thằng vừa nãy mình làm phẩy ở bên này, nó cũng kiểu destructuring luôn, đúng không? Nhưng nếu mà bây giờ nhá, mà mình lại không kiểu là destructuring, mình lại import ở đây, mình lại đặt là gì? Constant ở đây thì sao? Đó, thì bây giờ mình cần console log để cho các bạn nhìn nhé. Console log ra. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái cú pháp, cái kiểu là đây này, nó đang nói rằng bây giờ nhá, nó bảo là bởi vì các bạn không import default ra, thế nên là các bạn không thể import được như này. Đấy, thế nên là các bạn phải hiểu luôn là khi nhìn thấy cái từ khóa import mà viết thẳng cái chữ như này, không có destructuring, thì các bạn hiểu ngay rằng là chúng ta đang import cái mà cái module nó export default, được chưa? Còn khi mà chúng ta nhìn thấy cái cú pháp là export destructuring như này, thì các bạn hiểu ngay là đây là chúng ta đang import những cái mà không phải export default, nó chỉ là export const này thôi, được chưa? Nên là bây giờ ấy, trong trường hợp mà các bạn lại không muốn dùng destructuring ở đây rồi, thì nó có một cách như thế này. Các bạn gọi là import sao, sao là tất cả, và as là gọi nó với một cái alias khác các bạn nhé. Đó, là gì? Là constant. Đó, thì như này, nó sẽ không lỗi nữa.
Và nó import sao ở đây là nó lấy ra tất cả những cái export nhỏ 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 như này. Nó add sang một cái alias là constant thành một cái object. Đó, các bạn thấy không? Đây là một cái object dạng là module. Và bên trong nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái value mà các bạn đã import ra ngoài. Đó, các bạn thấy không? Nó cung cấp cho các bạn những cái getter và setter để cho các bạn có thể thay đổi được cái value của nó. Đó. Thì ở đây là nó vẫn giữ nguyên tính chất, các bạn export ra ngoài cái là constant như này. Nếu mà các bạn lại dùng cái object bên này để các bạn sửa lại cái thằng constant này thì nó sẽ không sửa được, bởi vì thằng này nó là hằng mà. Đấy, kiểu như vậy. Nếu là biến thì lại sửa lại được, kiểu như vậy nhá. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu thêm một các bạn một cái cú pháp nữa, đó chính là cái cú pháp gọi là export default. Cùng là thằng logger này, các bạn có thể export default logger như này. Nhưng các bạn lại hoàn toàn có thể làm như này cơ. Import default. Giả dụ nhá. Xem nào, import default. Không không, giả dụ mà các bạn có một cái file nữa ấy. Các bạn có một cái file nữa, ví dụ như bây giờ mình đưa cái thằng logger này vào trong một cái thư mục logger. Đó, mình ném nó vào trong một cái thư mục. Mình ném cái thằng logger này vào trong cái thư mục logger này. Đó. Và trong trong cái thư mục logger này. Trong cái thư mục logger này thì mình lại có một cái file tên là index.js. Đó. Thì trong cái file index.js này thì bây giờ mình muốn idea của mình là như này. Mình không muốn import cái thằng logger này từ trực tiếp cái file logger.js nữa, mà mình muốn đâm vào cái thư mục logger này. Thế nên là mình viết là gạch chéo logger này thôi. Đó. Và bây giờ trong cái thư mục logger này mình sẽ tạo ra file index.js và mình sẽ export nó như này, mình sẽ là export mở ngoặc này default from chấm sượt logger.js. Đó, như này. Đây các bạn nhìn nhá. Thì ở đây nó đang nói là gì đây? The server response không phải là JavaScript, kiểu không phải kiểu JavaScript. Mà nó lại đang cái gì đây, HTML gì đây, để xem nào. Logger này, index này. Rồi, cái thằng logger này thì mình sẽ phải là gạch chéo index.js này, do mình thiếu thôi. Đó, thì bây giờ lại not found thằng constant. À, bởi vì trong thằng logger mình vừa ném vào một cái cấp khác, thế nên là cái constant nó phải chui ra một cấp ngoài, chấm chấm sượt ra ngoài constant. Đó, ok. Thì bây giờ các bạn nhìn này, đây là một cái cách mà khi chúng ta lại có thể export ra ngoài từ một module khác. Đấy, cái file index này đứng trung gian thì nó lại có thể viết như này để nó export default ra một cái module khác. Đó, cái kiểu này thì có sử dụng trong thực tế khi các bạn viết ra những cái module trong thực tế với ứng dụng React và những ứng dụng JavaScript. Trong thực tế là các bạn sẽ thường làm như này, chúng ta sẽ có một cái endpoint chính là cái file index.js này để chúng ta có thể export ra ngoài được. Thì thường thường ấy mình thấy mọi người hay viết như này, thì mọi người là hay có thể viết được như này. Trong file này, file trung gian, chúng ta sẽ import logger from logger.js, sau đó là các bạn export default logger ra ngoài này. Đó, thì đây là cái cách viết thông thường rất dễ hiểu. Thì mình vừa giới thiệu các bạn một cái cách gọi là viết tắt. Đó, thì cái cách bên dưới nó bằng cái cách bên trên, nó chỉ cần một dòng này thôi các bạn nhé. Đó, còn giả dụ mà bây giờ các bạn lại không muốn export default, bây giờ nha, cái file này đang là export default logger, thế nên là ở file app này là các bạn có thể import logger, bởi vì bên kia nó export default. Thế bây giờ mình lại không muốn export thằng logger này default nữa, mà mình lại muốn export nó theo kiểu là export ra thằng logger cơ. Import thường, không phải default nữa. Thì mình có thể vào file index này mình viết là default. Thì default ở đây nó chính là thằng logger, được chưa? Bởi vì nó sẽ lấy ra cái thằng export default của file logger.js này. Thì bắt đầu là chúng ta add sang một cái tên mới gọi là logger, logger2 chẳng hạn. Đó, thì lúc đó là các bạn có thể sang bên này, file app này, các bạn có thể import là gì? Mở ngoặc nhọn này, logger2. Đó, nó không lỗi nữa. Và bây giờ các bạn nhận thấy đây, chúng ta có thể dùng cái thằng logger2 ở đây. Đó, các bạn thấy không? Thì cái type này nó lỗi thì bởi vì là cái constant của chúng ta nó ở đây cơ, constant.typeWord. Đó, rồi. Thì cái này là các bạn phải xem kỹ lại nhá, bởi vì mình đang giới thiệu khá là nhiều kiểu viết nên là khả năng các bạn sẽ bị loạn là khá là cao. Thế nên là các bạn sẽ phải tự tay thử lại nhá. Cái này là do cái cách học của các bạn thôi. Các bạn học chịu khó xem lại, thực hành lại thì các bạn sẽ hiểu, được chưa? Ok, thì đây là cái cách mà mình thường sử dụng về module trong E6. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Chào các bạn.